bốn hai phẩm bất khả đắc lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô biên đức phật nói đúng vậy thí như hư không không ngàn mé bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bình đẳng đúng vậy vì tất cả pháp tánh bình đẳng Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa viễn ly. Đúng vậy vì rốt giáo không. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa khó khuất phục. Đúng vậy vì tất cả pháp tánh bất khả đắc. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô bỉ ngạn. Đúng vậy vì không danh thả. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa hư không. Đúng vậy vì hít vào thở ra bất khả đắc. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bất khả thuyết. Đúng vậy vì tầm tứ trong đó bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa vô danh. Đúng vậy, vì thọ tưởng, tư xúc và tác ý đều bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa vô hành đúng vậy vì tất cả pháp không đến đi bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bất khả đoạt đúng vậy vì tất cả pháp bất khả phục bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô tận đúng vậy vì tất cả pháp rốt ráo tận bất khả tận bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không sanh diệt đúng vậy vì tất cả pháp không sanh diệt bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô tác đúng vậy vì các tác giả bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô tri Đúng vậy vì tất cả pháp tánh đều vô tri, Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa không di chuyển. Đúng vậy vì sanh tử bất khả đắc, Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa không mất hoại. Đúng vậy vì tất cả pháp không mất hoại, Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa như mộng đúng vậy vì tất cả pháp như thế trong mộng bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa như âm vang đúng vậy vì sự nghe nói ấy bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa như ảnh tượng đúng vậy các pháp đều như bóng gương sáng hiện ra bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa như ánh lửa giả đúng vậy vì tất cả pháp như tướng chuyển biến bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa như việc biến hóa đúng vậy vì tất cả pháp như sự biến hóa bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa như thành tầm hương ảnh ảo đúng vậy vì tất cả pháp như thành tầm hương bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không nhiễm tịnh đúng vậy vì nhiễm tịnh bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô sở đắc không ô nhiễm đúng vậy các pháp sở y bất khả đắc Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không hí luận. Đúng vậy phá hoại tất cả việc hí luận. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không khinh miệt chấp trước. Đúng vậy phá hoại tất cả việc khinh miệt chấp trước. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không động chuyển. Đúng vậy vì trụ pháp giới bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa xa lìa nhiễm ô đúng vậy vì hiểu biết tất cả pháp không hư vọng bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không đòng khởi đúng vậy tất cả pháp không phân biệt bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa tịch tịnh đúng vậy tướng của các pháp vô sở đắc Bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không tham dục. Đúng vậy, các việc tham dục bất khả đắc. Bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không sân giận. Đúng vậy, phá hoại tất cả việc sân giận. Bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không ngu si. Đúng vậy, diệt các việc vô tri đen tối. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La mật đa như thế là Ba La mật đa không phiền não, đúng vậy, xa lìa phân biệt. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La mật đa như thế là Ba La mật đa xa lìa hữu tình, đúng vậy, đạt được loài hữu tình vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La mật đa như thế là Ba La mật đa không đoạn hoại, đúng vậy, vì đây năng đằng khởi tất cả pháp Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa như thế là Ba La, Mật Đa không có hai bên. Đúng vậy, xa lìa hai bên. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa như thế là Ba La, Mật Đa không tạp hoại. Đúng vậy, biết tất cả Pháp không thuộc nhau. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa như thế là Ba La, Mật Đa không chấp trước. Đúng vậy, vượt khỏi bậc thanh văn, độc giác. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa không phân biệt. Đúng vậy, tất cả phân biệt bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa không hạn lượng. Đúng vậy, sự phân đều của các pháp bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa như hư không. Đúng vậy, đạt đến sự không ngăn ngại của tất cả pháp bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế ba la mật đa là vô thường đúng vậy vì hoại diệt hẳn tất cả pháp bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa khổ đúng vậy thường xua đuổi hẳn tất cả pháp bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô ngã đúng vậy không chấp trước tất cả pháp bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không đúng vậy tất cả pháp vô sở đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không sát na đúng vậy tất cả pháp không chuyển động bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa nội không đúng vậy thấu rõ nội pháp bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa ngoại không đúng vậy thấu rõ ngoại pháp bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa nội ngoại không đúng vậy biết pháp nội ngoại bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không không đúng vậy rõ biết pháp không không bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa đại không đúng vậy rõ biết tất cả pháp bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa thắng nghĩa không đúng vậy tịch diệt niết bàn bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa hữu vi không đúng vậy các pháp hữu vi bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô vi không đúng vậy các pháp vô vi bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa rốt giáo tất cánh không đúng vậy pháp rốt giáo không bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô tế không đúng vậy pháp vô tế không bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa tán vô tán không đúng vậy pháp tán vô tán không bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bản tính không đúng vậy pháp hữu vi vô vi bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa tự cộng tướng không đúng vậy thấu đạt pháp xa lìa tự cộng tướng bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa nhất thiết pháp không đúng vậy biết pháp trong ngoài bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bất khả đắc không đúng vậy tánh tất cả pháp bất khả đắc Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa vô tính không, đúng vậy, pháp vô tính không bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa tự tính không, đúng vậy, pháp tự tính không bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa vô tính tự tính không, đúng vậy, pháp vô tính tự tính không bất khả đắc. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bốn niệm trụ. Đúng vậy, thân thọ tâm pháp bất khả đắc. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bốn tránh đoạn. Đúng vậy, pháp thiện bất thiện bất khả đắc. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bốn thần túc. Đúng vậy, tánh bốn thần túc bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa năm căn, đúng vậy, tự tánh năm căn bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa năm lực, đúng vậy, tự tánh năm lực bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa bảy chi đẳng giác, đúng vậy, tánh bảy chi đẳng giác bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa tám chi thánh đạo đúng vậy tánh tám chi thánh đạo bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa không giải thoát môn đúng vậy không lìa hành tướng bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô tướng giải thoát môn đúng vậy hành tướng vắng lặng bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa vô nguyện giải thoát môn đúng vậy hành tướng vô nguyện bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa tám giải thoát đúng vậy tánh tám giải thoát bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa chín định thứ đại đúng vậy tự tánh chín định thứ đại bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bố thí đúng vậy trong đây san tham bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa tịnh giới đúng vậy trong đây phá giới bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa an nhẫn đúng vậy trong đây giận dữ bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa tinh tấn đúng vậy trong đây lười nhác bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa tịnh lự đúng vậy trong đây loạn tâm bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bát nhã đúng vậy trong đây ác tuệ bất khả đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa mười lực phật đúng vậy đạt được tất cả pháp khó khuất phục bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bốn điều không sợ đúng vậy được trí đạo tướng không nuôi mất bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là ba la mật đa bốn sự hiểu biết thông suốt đúng vậy được trí nhất thiết trí nhất thiết tướng không quái ngại Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa đại từ bi hỷ xả. Đúng vậy, không bỏ các loài hữu tình. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa 18 pháp Phật bất cộng. Đúng vậy, vượt khỏi các pháp thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa Như Lai. Đúng vậy, thường như thật thuyết tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa như thế là Ba La, Mật Đa tự nhiên. Đúng vậy, tự tại chuyển tất cả Pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa như thế là Ba La, Mật Đa tránh đẳng giác. Đúng vậy, hay hiện giác tất cả hành tướng của tất cả Pháp. Hết quyển thứ 437